Lễ hội Vu Lan đã đến rồi, lòng người hiếu tử vẫn đầy vui, nhớ ơn cha mẹ như trời biển, đền đáp ân sâu đến trọn đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Hiền Liên Bồ Tát Bát Đại Chứng Minh. Cứ mỗi độ nhìn lá vàng rơi lác đác, gió mùa thu nhẹ nhẹ thổi đưa, những áng mây cô đơn bay về chân trời vô định. Đó là lúc báo hiệu cho chúng ta biết mùa Vu Lan đã về. Lòng bồi hồi xao xuyến nghĩ đến mẹ cha, hai vai con mang nặng từ vô lượng kiếp rồi. Ơn cha và nghĩa mẹ lặng hợp biển luân hồi. Thật vậy, chúng ta vẫn biết sinh ký tử quy, có hợp rồi tan định lực ngàn thu ấy, nhưng vẫn không sao tránh khỏi sự xúc động nghẹn ngào khi nhìn thấy đó hoa trắng được cài lên vai áo cho những người con mất mẹ, là màu trắng tang thương, màu hoa buồn, màu cô đơn da diết nhớ mẹ. Rồi những vong linh, những người đã khuất, ở nơi nào bên kia thế giới có được thảnh thơi chăng, hay bị đọa đày trong cảnh khổ lao lung? Chiều nay theo dấu Mục Kiền Liên, ta muốn tìm ra bóng mẹ hiền, chiếc nhạn tung trời theo biển gió, mùa thu mang nặng nỗi chung chuyên. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, với cùng nhịp mõ hồi chuông, lời kinh nguyện cầu nói lên nỗi lòng con trẻ, với ý nguyện thiết tha xin gửi về mẹ, mẹ kính yêu. Vu Lan đến con đi lễ chùa, con quỳ dưới ngài Đức Phật Bi Từ, cầu mong cha sống yên vui, cầu xin mẹ được yên lòng, hoa hồng đỏ suốt đời bên. Rồi Vu Lan đó tiếng chuông vang sầu, cha mẹ xa rồi bỏ con trên đời, bốn ba cuộc sống xa quê nổi trôi nơi miền đất lạ, nay con về cha mẹ con đâu. Mùa Vu Lan bao hiếu đến rồi, Vu Lan tháng bảy con ngồi nặng lòng thương nhớ mẹ cha. Đây mùa Vu Lan cầu mong ngày sống trên đời, con cha con mẹ nhớ thời, đừng làm cha buồn để mẹ được vui. Bông hồng màu trắng con cài lên ngực, nhớ ơn
ơn suốt đời, ơn nghĩa cao vời. Thương cha một kiếp gian truân, thương mẹ một đời tao tần, Vu Lan về như mẹ cha. Lan đến tiếng chuông vang sầu, cha mẹ xa rồi bỏ con trên đời, bôn ba cuộc sống xa quê, nỗi trôi nơi miền đất lạ, nay con về cha mẹ con đâu. Bao hiếu đến rồi, Vu Lan tháng bảy con ngồi, nặng lòng thương nhớ mẹ cha. Đây mùa Vu Lan, cầu mong ngày sống trên đời, còn cha con mẹ nhớ thời, đừng làm cha buồn để mẹ được vui. Bông hồng màu trắng con cài lên ngực, nhớ ơn suốt đời, ơn nghĩa cao vời. Thương cha một kiếp gian truân, thương mẹ một đời tao tần, Vu Lan về nhớ mẹ cha. Vu Lan ta nghĩa ơn sâu, Vu Lan tóc xanh phai màu tiếng nhạc lòng, khúc Vu Lan sâu. Cuộc đời tươi sáng, mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức vẹn toàn. Chiều nay bao lá rơi bên thềm, mỗi khi thu về ấm áp cõi lòng con, luôn có mẹ kề bên. Lòng này trao dâng bao niềm vui quý trước Phật đài. Mùa Vu Lan đến áo con cài hoa hồng thắm, vui sướng mẹ vẫn còn đây, ước mong sao được mãi bên mẹ.
giờ đây mẹ hiền đã xa con rồi, lòng con nức nở dâng trào nỗi đau nghẹn ngào. Trời vào thu mùa vu lan đến con lại nhớ trên áo con thơ màu hoa trắng kia lệ rơi, sắc hoa u buồn khiến cho lòng con tan nát, nhói đau tim này trong lòng chính chiều buồn đau. Sẽ chia niềm đau Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu. Lỡ vì lòng ta đắm mê não nề, thề quyết quay trở về dẹp tan những lầm mê. Biến chân khổ đau hóa vui tình đô. Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền. Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhịp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu. Chiếc lá vàng rơi rụng, nhìn những dàn làn gió thu se lạnh và những hạt mưa lất phất thì báo hiệu mùa Vu Lan một lần nữa lại về trên quê hương Kinh Bắc. Lòng người con Phật cũng chạy lòng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa hội chúng,
Khi tiếng chuông chùa ngân vang trầm bổng, vang nhẹ vào cõi hư vô tịch tỉnh, như rót vào lòng người nỗi nhớ thổn thức thiết tha và luôn mong mỏi khát khao, có phương pháp nào để báo hiếu cho cha cho mẹ hay không? Kính bạch chư tôn đức, kính thưa hội chúng, hôm nay vào ngày 24 tháng 7 năm Nhâm Dần, tại làng Gia, tỉnh xá Quan Âm, tòa lạc tại xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, chúng con chư tăng Phật tử long trọng tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu để siêu độ vong linh Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiện tòa đạo tràng, mười phương chư Phật, hồn thiên sông núi, tinh hoa đất nước đã quy tụ tại nơi đây, chùa Làng Gia. Giờ này, chúng con xin thành kính cung thỉnh chư Tôn Hòa Thượng, chư Tôn Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni và toàn thể khách mời, chính quyền địa phương, quan khách đồng khởi thân đứng dậy chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh tuyên niệm mô Phật. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lắng động tâm tư, thành kính nhất tâm tưởng niệm tứ trọng ân: một, ân cha mẹ; hai, ân quê hương đất nước; ba, ân vạn loài chúng sinh; bốn, ân tam bảo. Giờ này chúng con thành kính quý ngài và hội chúng đồng tưởng niệm một phút. Một phút mặc niệm đã trôi qua, chúng con thành kính cung thỉnh toàn thể hội chúng đồng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, trong màu huỳnh y giải thoát, chúng con thật vô cùng hoan hỷ và thành kính đảnh lễ giới thiệu Hòa Thượng Giác Trí, giáo phẩm hệ phái, tri sự phó giáo đoàn, trưởng ban giáo dục Tăng Ni giáo đoàn 3, trụ trì tỉnh xá Ngọc Sơn Bình Định, đã quan lâm chứng minh trong buổi lễ hôm nay. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ và giới thiệu Thượng tọa Giác Bảo, trụ trì tỉnh xá Ngọc Trì, thành phố Quy Nhơn Bình Định, đã tham dự lễ hôm nay. Chúng con thành kính đảnh lễ giới thiệu Thượng tọa Minh Siêu, trụ trì tỉnh xá Linh Sơn, Quy Nhơn Bình Định, cùng đã tham dự. Chúng con thành kính đảnh lễ giới thiệu Đại Đức Giác Đính, trụ trì tỉnh xá Quan Âm, Tân Trung, Tân Yên, Bắc Giang. Và chúng con cũng thành kính đảnh lễ giới thiệu chung chư Tôn Đức Tăng đến từ các miền tỉnh xá trú xứ cũng đã về đây tham dự buổi lễ hôm nay. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ giới thiệu chư Tôn Đức Ni cũng đến từ Bình Định, từ Bắc Giang, từ Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai cũng đã về đây tham dự buổi lễ hôm nay. Về phía quan khách, chính quyền địa phương, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Dương Đại Phong, Bí thư Chi bộ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Giáp Văn Hoàng, trưởng thôn.
Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Khả Ngọc, Phó Thôn. Xin trân trọng giới thiệu bà Giáp Thị Toàn, Chi hội Người Cao Tuổi. Xin trân trọng giới thiệu ông Dương Quang Binh, cựu chiến binh. Xin trân trọng giới thiệu ông Giáp Văn Sinh, Hội Nông Dân Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thị Kha, Chủ tịch Hội Phụ Nữ. Và xin trân trọng giới thiệu bà Lương Thị Quyên, Hội Chữ Thập Đỏ. Và xin giới thiệu toàn thể chư vị thiện nam tín nữ Phật tử đến từ Hội Quy Vĩnh Thịnh, đến từ thủ đô Hà Nội, đến từ các huyện, các xã lân cận tại chùa Đàn Gia, tỉnh Xá Quan Âm, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cũng đã về đây tham dự. Xin đại chúng nhiệt liệt cho một tràng pháo tay thật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, năm 1960, trong một chuyến hành đạo tại Nhật Bản, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh đã được cài lên ngực một bông hồng màu trắng. Kính thưa đại chúng, trong trang phục của người Nhật Bản, bông hồng tượng trưng cho sự hạnh phúc. Khi trở về Việt Nam thì Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh cũng đã chọn bông hồng làm biểu tượng cho lễ Vu Lan Báo Hiếu, cài lên những bông hồng lên ngực để tỏ lòng tôn kính, mến kính mẹ cha đối với những bậc sinh thành dưỡng dục. Hoa hồng vàng dân Phật Pháp Tăng, hồng đỏ dân mẹ cha mừng Vu Lan, hồng trắng xúc động bàng hoàng, con cuối cút mẹ lại càng xót xa. Giờ này xin mời toàn thể hội chúng thưởng thức bài ca Bông Hồng Cài Áo thơ Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh do nhạc sĩ. Mẹ ơi, mùa Vu Lan đã đến, con được cài hoa hồng trắng yêu thương, lòng con nghe đau xót thật nhiều, vì con biết đời con không còn có mẹ. Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ là dòng suối
sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Ánh đuốc trong đêm lạc lối. Mẹ, mẹ là non mía ngọt ngào. Mẹ, mẹ là nai chuối buông câu, là tiếng dây đêm thâu. Kính thưa toàn các quý, toàn quan đại đức tăng ni, kính thưa ông Trương Kiên Dũng, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân Thôn, thưa toàn thể quý vị đại biểu và quan nhân dân thôn Gia Kiên, hôm nay ngày 24/7 năm Nhâm Dần, tại thị xã Quan Âm thôn Gia Kiến tổ chức long trọng đại lễ Vu Lan. Theo thường lệ hàng năm là ngày con cháu báo hiếu cha mẹ, thể hiện lòng tôn kính của các con đối với cha mẹ. Thay mặt lãnh đạo thôn Gia Kiến xin chân thành cảm ơn hòa thượng Đắc Chí thượng tọa đại đức tăng ni cùng quý vị đại biểu Phật tử trong và ngoài tỉnh và con nhân dân trong thôn ngoài xã đến đông đủ dự đại lễ Vu Lan tổ chức tại thị xã Quan Âm thôn Gia Kiến. Và cho phép tôi xin gửi lời tới hòa thượng Đắc Chí thượng tọa đại đức tăng ni Phật tử cùng quý vị đại biểu bà con nhân dân trong thôn lời kính chúc khỏe, lời chào chân thành nhất, xin cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quả thật từ truyền thống xa xưa, tinh thần hiếu thảo đối với mẹ và cha đã trở thành một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ông Dương Đại Phong đã đến đây tham dự lại còn phát biểu những lời rất là mộc mạc và rất là chân thành. Kính bạch Chư Tôn Đức, dù con đến được số cát trên dòng sông Hồng nhưng cũng không đến được tấm lòng của mẹ cha. Hôm nay tại chùa Làng Gia, tỉnh Xá Quan Âm, chúng con cũng nhận thấy có sự hiện diện quý báu của Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng Ni. Giờ này chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Giác Trí, giáo phẩm hệ phái Khất Sĩ, tri sự phó giáo đoàn ba có đôi lời đạo từ chứng minh trong buổi lễ hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Mô Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Tam Thế Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo Chứng Minh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Lịch Đại Sư Tổ, qua các thời đại từ Tây Trúc đến Việt Nam, Sơ Tổ Khai Sáng Đạo Phật Khất Sĩ Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang. Nam mô Giác Linh Đệ Nhị Tổ, Giác Linh Chư Vị Đức Thầy, Chư Vị Sư Trưởng, truyền giới, truyền giáo, các ngài đã viên tịch. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện chứng minh trong buổi lễ khai đàn Vu Lan hôm nay. Kính thưa quý vị đại diện chính quyền địa phương, đảng và các cấp thân mến, kính thưa Chư vị Phật tử, thiện nam tín nữ, thiện hữu trí thức đã ưu ái có mặt tại ngôi chùa Gia Tịnh Xá Quan Âm, nơi vùng thôn quê xa xôi mà chúng tôi được biết quý vị ở nhiều nơi, nhiều chốn, trong đó có thủ đô Hà Nội và các quận huyện, huyện lân cận cũng ưu ái có mặt để góp phần tham dự trong buổi lễ
khai hội Vu Lan. Kính thưa quý vị, Vu Lan được gọi là mùa Vu Lan và thêm nữa là thánh hội. Vu Lan là một cái lễ hội có hơn 2.500 năm lịch sử, và một cái lễ hội hơn hết các lễ hội. Nói như vậy có nghĩa là ở trên thế giới có nhiều lễ hội lớn nhưng mà họ thiên về một bên. Lễ hội của đất nước, lễ hội thế giới thì có ngày Mother Day, tức là ngày dành cho mẹ, hoặc là ngày Father Day là ngày dành cho cha, thuần tí về mặt vật chất. Còn lễ hội Vu Lan nó hơn, là bởi vì ngoài cái văn hóa đẹp và tác động cho mọi người về ân đức sanh thành, tác động cho mọi người về ân quê hương tổ quốc đất nước, tác động đến mọi người về ân môi trường sinh thái, và tác động cho mọi người biết đến ân Phật mà chúng ta vừa rồi đã niệm tứ ân, tức là bốn ân lớn. Đó là ông cha mẹ, xa hơn cha mẹ là ông bà, xa hơn ông bà là tổ tiên, xa hơn tổ tiên là dòng tộc. Nhưng là người Phật tử không những tới chừng ấy mà còn có ân tam bảo là tổ tiên tâm linh. Ngoài ra chúng ta còn có ân quê hương tổ quốc đất nước. Quê hương tổ quốc đất nước ở đâu? Ở trong vũ trụ này cần có môi trường sinh thái, bà mẹ, thiên nhiên. Cho nên người học Phật chúng ta phải làm sao đền cho được bốn ơn lớn: ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, điều thứ nhất; ơn quê hương tổ quốc đất nước, điều thứ hai; ơn môi trường sinh thái, bà mẹ, thiên nhiên bảo tồn bảo vệ, thứ ba; và ân tam bảo là ân thứ tư. Người học Phật dù hàng xuất gia hay tại gia phải thấy rõ rằng bốn ân này chúng ta cần ghi nhớ, và khi mà chúng ta đền được bốn ân thì đó là lúc chúng ta thành Phật vậy. Đạo Phật hạnh hiếu là hạnh của Phật, mà tâm hiếu là tâm của Phật. Mọi hành động việc làm phát xuất từ ý nghĩ, rồi phát xuất từ lời nói và triển khai của hành động. Ôi đẹp biết bao nếu mọi người với cái tinh thần uống nước nhớ nguồn, với cái tinh thần ăn trái nhớ kẻ trồng cây, và với tinh thần soi sáng sinh mạng của chúng ta sinh ra là từ cha và mẹ, cho đến sự nghiệp, danh vọng, địa vị, uy quyền, tiền tài, sắc đẹp, cho đến chúng ta làm Phật làm Thánh cũng bắt đầu từ cha mẹ. Nếu không có cha mẹ chúng ta không có gì hết. Cho nên cái ân đầu tiên đó là ân tổ tiên huyết thống, mà gần gũi là cha mẹ. Cha mẹ chúng ta có báo đáp được thì mới có thể báo đáp được ông bà được thì tổ tiên huyết thống dòng tộc họ. Mà cái ân thứ nhất, tức là cái bước thứ nhất chúng ta làm được, thì rõ ràng đứng một góc độ khác, chúng ta đã đóng góp đền ân cho quê hương. Vì chúng ta giáo dục bản thân, giáo dục con em, giáo dục gia đình chúng ta sống có hiếu thảo, có thuận hòa, có tốt đẹp, không phạm pháp. Chúng ta rõ ràng đóng góp chất liệu một tế bào đẹp cho cái quê hương đất nước chúng ta. Và với cái điều kiện như vậy thì rõ ràng người Phật tử và những người mà biết cái ân như vậy thì sống trân trọng, gìn giữ cho môi trường xanh sạch đẹp, trân trọng mọi con người, mọi ngành nghề trong cái thế gian này, gọi là chúng sinh cùng nhau chung sống.
mỗi người hãy làm tốt phần việc của mình. Ví dụ như nhà nước làm tốt cái việc cho dân chúng, rồi người quân đội thì làm tốt cái trách vụ bảo vệ đất nước, người thầy giáo làm tốt cái việc giáo dục, và nhà y tế làm tốt cái việc trị bệnh. Chúng ta cùng nhau cộng tác, hãy cho và hiến tặng những cái gì chức năng của mình có để mà đóng góp cho môi trường, cho xã hội, và đỉnh cao là giữ gìn xanh sạch đẹp, đền ơn bà mẹ thiên nhiên. Mà ngày nay thế giới đang lo vấn đề hiệu ứng ngà nhà kính, đây là chúng ta phải nghĩ đến bà mẹ thiên nhiên. Nếu chúng ta làm được ba điều trên, rõ ràng chúng ta đã đền ơn Tam Bảo. Bởi vì ơn Tam Bảo dạy chúng ta hiếu thảo cha mẹ, dạy chúng ta trung nghĩa với đất nước, dạy chúng ta bảo vệ môi trường. Nếu người Phật tử làm được vậy, đó là cách làm theo lời Phật dạy. Mà làm theo lời Phật dạy, đó là đền ơn Phật vậy. Trong Phật thì có cái gì? Có pháp, tức là chân lý, có phương tiện, có đường lối, có pháp môn. Đó là chân lý đưa đi đến nơi hạnh phúc yên vui. Tăng là gì? Tăng là những người xuất gia bước theo dấu chân của Phật và học theo hạnh Phật, rồi trực tiếp đem những lời Phật truyền trao đến cho mọi người. Nếu chúng ta Phật tử mà làm được ba ơn, rõ ràng chúng ta đã đền ơn được ơn Tam Bảo. Và điều này được Phật giáo chúng tôi đánh động suốt quãng đời tu hành, đều luôn luôn giờ giờ phút phút đều phải nhớ bốn ơn. Nhưng được làm cho đánh động mạnh nhất là mùa Vu Lan. Mùa Vu Lan là một cái văn hóa đánh động cái tri thức, đánh động trái tim và đánh động nghĩa tình. Nhà nước chúng ta cũng vậy, những ngày lễ nghĩa tình, các cựu quân nhân, các anh hùng hy sinh vì đất nước, các tiền hiền của chúng ta đều có một đời sống nghĩa tình. Cái này gọi là văn hóa. Văn hóa là gì? Là quá trình tiến hóa tốt đẹp và trở thành cái gì? Mỹ tục, tức là cái tục lệ đẹp, và lâu dần nó trở thành thuần phong. Cũng như ngày lễ Vu Lan nó trở thành cái thuần phong mỹ tục. Mà cái lễ hội này không phải một chùa mà nhiều chùa, không phải nhiều chùa mà khắp nơi trên thế giới. Nơi nào có Phật giáo thì nơi đó có tổ chức cái lễ Vu Lan. Tại sao? Cái tên chung là lễ Vu Lan, đó là nói là cái tổng quát. Và cái lễ để mục đích chi? Lễ Vu Lan để mục đích là đền ơn đáp nghĩa. Nói cách khác và chính xác là cái lễ cứu khổ, mà dịch nghĩa đen là giải đạo huyền. Giải đạo huyền là một cái từ ngữ đưa lên cái hình ảnh, tức là cứu cái khổ treo ngược. Thưa, cái khổ treo ngược là một từ ngữ đưa lên cái hình ảnh thôi, nhưng mang cái ý gì? Treo ngược là sự chúc đầu xuống đất. Chúc đầu xuống đất là điên đảo, là mê mờ, là tối tâm, là không biết gì hết. Cha nó cũng giết, mẹ nó cũng giết, chùa nó cũng phá, tượng nó cũng đập. Mà khi thờ Đức Phật thì cái gì? Thì gọi là thân làm cho thân Phật ra máu. Và gì nữa? Nó còn giết hại những người tu hành chân chính. Và rồi gì nữa? Nó làm tan tác tăng đoàn của Đức Phật. Năm cái tội này là cực trọng tội: giết cha, giết mẹ, hai vậy là giết và làm cho Phật ra máu là ba, rồi cái gì nữa, rồi giết các bậc tu hành là bốn, và chia rẽ tăng đoàn thể của Đức Phật, tan tác giết Phật, đó là năm. Năm cái tội này gọi là tự tội cực trọng tội. Cực trọng tội địa ngục nào trước? Cực trọng tội tội này vào địa ngục là A Tỳ. Đó, quý vị hiểu địa ngục A Tỳ là địa ngục mang ý nghĩa gì? Là địa ngục đời đời kiếp kiếp không ra khỏi, vĩnh kiếp. Và còn có cái hình, cái tên nữa là địa ngục vô gián, có nghĩa là sự hành phạt khảo tra không có lúc nào gián đoạn, chết tức thời phải sống lại để chịu hành phạt. Đây, cho nên
năm trọng tội này là sinh vào địa ngục A Tỳ, và năm trọng tội này chịu hình phạt vô gián. Và tiêu biểu như mẹ của Ngài Mục Kỳ Liên, bà Thanh Đề, vì vô lượng kiếp về trước bà đã làm nhiều điều ác quấy, đến giai đoạn kiếp này quả chín mùi, giống như bệnh ung thư mà nó về kỳ cuối á, bà phải đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu hành phạt vô gián bằng cách là đầu đội chậu máu. Bàn tỏa thì ngồi trên bàn trong, có lúc nào cũng đâu không, bàn trong châu đâm vô là không có lúc nào cũng đâu, mà còn chịu cái kiếp đời ngã quỷ đôi khác. Đây quý vị thử hình dung cái vô gián, tức là không gián đoạn. Mục Kiền Liên là đứa con hiếu, là vị tu đắc quả, sau khi này đắc quả thần thông đạo quả thành, chánh niệm nhớ lại tấm thân sanh. Cho nên người tu á, mà khi đắc quả là nhớ đầu tiên là nhớ ông cha mẹ trước. Bây giờ tạm thời rời gia đình, rời cha mẹ đi, nhưng mà đắc quả đầu tiên là nhớ đến cha mẹ. Giống như người làm ăn xa tạm thời xa quê, nhưng mà thành đạt rồi thì sao, nhớ về quê hương mồ mả tổ tiên. Đó là cái bản chất rất là đẹp. Cho nên Ngài mới dùng cái khả năng tu chứng đắc, Ngài soi khắp cha mình ở đâu. À, thấy cha mình hy còn đương đời có làm thiện, có làm rất tất cả điều thiện, được sinh cõi trời thanh nhàn phước báu. Còn mẹ mình ở đâu? Mẹ mình là bà Thanh Đề, Phật đó vào kiếp đời địa ngục A Tỳ. Ngài đâu xót quá, Ngài liền dùng thần lực của Ngài mang bát cơm. Chữ bát có nghĩa là tám, bình bát có đầy đủ tám công đức, đem đến mong rằng mẹ sẽ đỡ lầm cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tả thì che đậy, mà tay hữu thì bóc ăn, là biểu hiện gì? Biểu hiện bỏng xẻn, tính bỏng xẻn, che để cho chúng quỷ xung quanh nó phải thấy. Người luôn ăn lén ăn chùng đấy, cho nên là nó biểu hiện như vậy. Thì do cái nghiệp báo cơm đưa lên tới miệng thì hóa thành than lửa. Quý vị có tin điều đó? Nhà sư tin này. Bởi vì quý vị có biết khi mà mình bệnh thương hàn, món mình thường ăn ngon, chẳng hạn như bánh tét và các loại mình thích, nhưng mà khi thương hàn ăn vô đây, quý vị chết liền, nó là độc tố. Tức là do cái nghiệp báo nó biến cái loại thường ăn được, bây giờ nó biến thành độc tố. Thì nghiệp ngạ quỷ cũng vậy, thức ăn biến thành than lửa. Bà Thanh Đề không ăn được, Mục Kiền Liên thương quá. May quá Mục Kiền Liên có Phật, chạy về bạch Phật, lạy Phật, xin Phật chỉ bày cho phương pháp cứu mẹ. Phật nói: này ông Mục Kiền Liên, mẹ ông gốc tội rất là sâu dày, một mình ông không thể nào cứu được đâu. Dù ông tu đắc đạo có thần lực thần thông, nhưng một mình ông cứu được. Giống như quả núi to quá mà mình lực sĩ tới khi mà núi được, không được. Đây, mà ông muốn cứu được mẹ ông thì ông phải nhờ thần lực của 10 phương Tây, tức là khắp nơi chỉ chẳng khắp nơi. Mà muốn có thần lực của 10 phương Tây thì ông mới chờ cái ngày tự tử, ngày rằm tháng 7. Sau 3 tháng an cư kiết hạ ở mỗi trú xứ, nỗ lực tu tập, rồi tất cả văn tích về một chỗ làm cái lễ tự tử. Lễ tự tử là gì? Là lễ xin chỉ lỗi, lễ triệt tiêu bản ngã. Gần như đảng chúng ta là lễ kiểm điểm, cầu chỉ lỗi. Đó, cái tinh thần đó, tinh thần giác ngộ, từ bậc lớn nhất cho đến cái bậc tỳ kheo nhỏ nhất đều phải quỳ ra trước đại chúng. Con tỳ kheo tên, trong thời gian qua con không biết các ngài có nghe, có thấy, có nghi gì về con không, xin các ngài từ bi chỉ dạy. Cái vị lớn nhất cho đến vị nhỏ nhất điều cầu xin như vậy là triệt tiêu cái ngã mạn, và cầu xin như vậy là để làm cho mình sạch sẽ. Tự tứ là làm cho mình sạch sẽ để sẽ đưa cái hình ảnh. 3 tháng an cư là cây bồ đề được 4 phân tưới nước sung mãn ra hoa, và khi tự tứ thì bồ đề ra hoa kia nó kết thành trái ngọt. Đây, cái lễ tự tứ là kết thành trái ra, quý vị phát tâm cúng dường là quý vị thu hoạch, thu hoạch ngọt. Cho nên miền Bắc chúng ta có một cái quan niệm chỉ có rằm tháng 7, chỉ có tháng 7 mới là cúng trai tăng. Đúng, bởi vì cúng trong thời điểm trai tăng là phước đức của chi tăng sung mãn sau 3 tháng an cư tu tập.
sau cái ngày là tôi đến tu tập. Nhưng thực ra trai tánh là việc tạo phúc, ngày nào tháng nào có cơ hội vẫn có thể làm được, nhưng phước đức không bằng trong cái thời điểm sau ngày rằm tháng bảy. Tại sao? Tại vì quý ngài sau 3 tháng ăn cư tu tập, sau ngày tự thứ thì cái trái đầu mùa bao giờ nó cũng ngon ngọt hơn chứ. Đấy, cho nên là ngày rằm tháng bảy nó có một năng lực như vậy. Và ngày một cái điểm nữa, y theo lời Phật dạy, sống sanh đầy đủ bốn nhu cầu: ăn là thực phẩm, ở là chỗ nhà cửa, bệnh là thuốc men, áo là y, tức là bốn nhu cầu ngài sống sanh đầy đủ. Quý vị thử hình dung đệ tử Phật bao nhiêu? 1250 vị chứng thánh quả A La Hán, còn chưa chứng quả A La Hán bao nhiêu? Quý vị thử đọc bài kinh Báo Hiếu Phụ Quang, trong đó nói 28,000, còn có những kinh khác là 50,000, 100,000. Vậy thì cúng trai tăng một kiền liên làm sao mà cho đủ hết như đó? Thưa quý vị, một kiền liên đã chuẩn bị trước đó một năm, và một kiền liên có âm với cõi người, cõi trời, vua chúa, cho nên trời người vua chúa nghe tin một kiền liên cứu mẹ, đem phẩm vật nhà vua rồi quan quyền rồi cõi trời đem tất cả tụ tập lại, nào là xây dựng nhà cửa, nào là thực phẩm, tất tần tật. Sau đó một năm tích lũy, bây giờ đầy đủ. Mà cái tịnh xá Đức Phật là cỡ bao nhiêu? Thưa quý vị, tịnh xá ngày xưa Đức Phật tầm trên 1,000 hecta, trên 1,000 hecta, có nhiều cái tịnh xá Phật rộng như vậy. Cho nên đàn lễ trai tăng trong lúc đó chia mỗi đàn lễ 100 vị, cái làm lần cái đâu có được, mỗi đàn lễ 100 vị, và có một vị đứng ra thay thế Phật tuyên thuyết những lời Phật dạy, gọi là Bố Thí Pháp, làm cho pháp âm của Đức Phật được vang vọng khắp nơi, làm cho mọi người đều được nghe và mọi người đều thông suốt. Cái điều này trong Phật giáo gọi là gì? Là văn, là nghe. Bởi mình có nghe mình mới hiểu chứ, không nghe làm sao hiểu. Đấy, văn, người nào mà chịu khó nghe nhiều thì hiểu nhiều. Tuy nhiên trong Phật giáo nghe thì phải nghe cho sâu. Đấy, nghe sâu rồi sao nữa? Hiểu thấu. Nghe sâu mới hiểu thấu thôi. Nghe trật trật cái báo nói 5-3 câu cái mình kết luận liền là không đúng đâu. Nghe sâu hiểu thấu. Dạ, lúc bây giờ mình thương nhiều. Đấy, thì ngài Mục Kiền Liên và cùng những vị đệ tử Phật chia ra hàng ngàn vị trác các cái đàn pháp, và cùng những Mục Kiền Liên Bố Thí Pháp. Đấy, thì cúng dường vật thực là đã có vật thực rồi, mà cái kết quả ở trai tăng là pháp thí. Pháp thí nó giống như gì? Nó giống như ánh sáng. Ánh sáng bừng lên thì bóng tối liền tan biến. Đâu phải bóng tối, tuổi tối ngàn năm anh đến trải từ từ ngàn năm xuống tôi sáng. Không, ánh sáng bừng lên, bóng tối liền tan biến. Cũng như vậy, khi mình si mê, mình làm quấy, mình nói quấy, mình sai, nhưng mà khi thống đạt rồi sao? Mình vượt qua và dứt trừ hết cái sai quấy đi liền. Cho nên do nhờ nghe pháp, và nghe pháp thì mình được thành tựu là ánh sáng của trí tuệ. Nhưng mà thường là Phật tử chúng ta không thấy cái điều đó, cái chú trọng lễ nghi rồi trống kèn hình thức nhiều hơn vui, nhưng mà không chú trọng nghe Phật pháp. Nghe Phật pháp có nghe cũng nghe rất rất à. Bởi vì sao khó nghe? Bởi vì nghe Phật pháp lợi dụng tư duy suy nghĩ nhận định, mệt quá. Còn cái kia là nghe theo bản năng, thấy hình thức theo bản năng. Đây là hàng sơ cơ tu tập. Tiến lên bậc trung là phải ham nghe kinh pháp, ham nghe kinh pháp rồi thâm nhập kinh pháp, ứng dụng kinh pháp. Như vậy thì cái công đức mà trí tuệ thì gọi là đời đời kiếp kiếp đi theo ta. Còn tài sản thế gian thì sao? Tài sản thế gian nó không theo ta được đâu. Trong Phật giáo có câu chuyện đưa lên là tài sản thế gian vật chất là của năm nhà. Năm nhà là nhà nào? Nhà lửa cháy. Nhà nào nữa? Nhà nước trôi, lũ lụt, sóng thần. Nhà nào nữa?
nhà chồng, con, vợ. Nó phá tán, nó cờ bạc, nó xì kê, nó cá độ. Nhà nào nữa, nhà chiến tranh Nhật giả tan hoại. Nhà nào nữa, phạm pháp nhà nước xung công. Năm nhà. Thế mà mình cứ đầu tư nó nhiều hơn. Bây giờ có nhiều bài nhạc nói về tài sản vật chất chúng ta nghe. Ca sĩ mà, nhạc sĩ ta cũng thông đạt nhiều. Cuộc đời này là quán trọng. Nhưng cái tinh thần trí huệ có ai lấy được không? Không. Anh lấy hết tài sản luôn chứ trí tuệ tôi không có lấy được. Cho nên cái này gọi là công đức vô lậu. Công đức không rơi rớt, mà công đức đi theo ta cho đến ngày chúng ta thành Phật. Thì ngày lễ Vu Lan là để chi? Để cứu cái khổ. Khổ gì? Khổ treo ngược. Treo ngược là sao? Là điên đảo si mê ngu tốt. Mà muốn cứu thì phải sao? Phải tu tạo hai phần công đức. Phần công đức đem tài sản cúng dường là làm cho no ấm đầy đủ vật chất cho xã hội. Và phần tri thức thứ hai về đạo đức là phần để mở khai trí tuệ. Ai phần công đức này được thành thụ và cuối cùng bà Thanh Đề tưởng đâu ở trong địa ngục vô gián địa ngục A Tỳ đời đời kiếp kiếp, nhưng không, bà được giải thoát. Bà không những bà giải thoát mà tất cả chúng sanh ở trong cõi địa ngục đó được hết thảy giải thoát. Một hoa nở muôn hoa đều ảnh hưởng, chưa? Cho nên cái lễ hội trái thánh là đệ nhất, nó gọi là Vu Lan Thánh Hội, vì nó thành tựu được hai phần công đức. Hôm nay dẫu rằng không phải chính trong ngày rằm, bởi vì mùa Vu Lan là suốt 3 tháng, tùy nơi, tùy xứ, tùy điều kiện mà chúng ta tổ chức lễ. Có thể là đầu tháng 1 tháng 7, rồi mùng 1, mùng 2 cho đến ngày rằm vậy đó. Sau đó, suốt trong thời gian 3 tháng đó, ta đều có thể tổ chức lễ Vu Lan được hết. Và vẫn có công đức, phước báu như nhau. Nguyện cầu cho cái ngày lễ Vu Lan hôm nay tại chùa Gia, tỉnh Xá Quang Âm, thuộc thôn Gia Tiến, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, với sự hoan hỷ của Tam Bảo, của Chư Tăng, của quý vị lãnh đạo địa phương, của các Phật tử gần xa, trong niềm hoan hỷ này thành tựu công đức hồi hướng cho ông bà cha mẹ, đền ơn cho quê hương tổ quốc, đền ơn cho vạn loại chúng sanh, đền ơn cho Tam Bảo Vài. Nam mô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính tri ân những lời đạo từ, những lời pháp nhũ của Hòa Thượng Chứng Minh, và chúng con nguyện y giá phụng hành để đem những tư tưởng hiếu đạo đến với toàn thể gia đình để có đời sống hạnh phúc hơn, và đem sự an lạc hạnh phúc cho xã hội và đất nước thế giới. Kính bạch chư tôn đức, ơn cha lành cao như núi Thái, đức mẹ hiền sâu tờ biển Đông, dù cho dân trọn cuộc đời cũng không trả hết ơn người sanh ta. Quả thật trong mùa Vu Lan báo hiếu, dù nói suốt cả ngày cũng không thể nào mà nói hết được công ơn sâu thành của cha và mẹ. Và giờ đây đã hoàn hảo chương trình lễ Vu Lan báo hiếu, và tiếp theo là nghi thức tụng kinh Vu Lan. Trước khi diễn ra nghi thức tụng kinh, chúng con có đôi lời cảm tạ. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng ni, kính thưa chư vị các cấp chính quyền địa phương sở tại, kính thưa chư vị thiện nam tín nữ Phật tử, mặc dù đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan nơi cổ tự, và mùa này là mùa thời tiết không thuận lợi vì mưa gió bất thường, những cơn mưa hạt lất phất trong mùa Vu Lan, ấy vậy mà chư vị đã hoan hỷ quan lâm về tại nơi đây để chứng minh và ban cho chúng con những lời pháp nhũ
thật vô cùng có giá trị. Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Chứng Minh cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni. Về phía chính quyền địa phương, chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, và các đồng chí lãnh đạo của các cấp chính quyền địa phương. Về phía Phật tử, chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã dành chút thời gian quý báu từ xa xôi thủ đô Hà Nội, từ Hải Phòng, từ Hạ Long và các nơi khác cũng đã về đây tham dự lễ Vu Lan báo hiếu. Trong buổi lễ diễn ra chắc chắn có những điều sơ sót, chúng con nguyện quý ngài và toàn thể hội chúng niệm tình bỏ qua và kính chúc Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni phát thể kinh an, mọi Phật sự đều được hanh thông thuận lợi. Kính chúc chư vị khách quý, các cấp chính quyền địa phương, toàn thể Phật tử lúc nào cũng được ổn mạng vững vàng, có nhiều an lạc, mọi công việc hanh thông, các con các cháu hiếu thảo, lúc nào cũng hiếu kính ông bà cha mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Chúng con xin thành kính tri ân. Ở giờ này chúng con cung thỉnh Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử đồng khởi thân đứng dậy để tụng bài kinh hồi hướng. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni quan lâm về lễ đài để niêm hương bạch Phật trong phần nghi lễ cúng Vu Lan. Cỡ ba hồi chuông khai đàn lễ dân hương. Nguyện tiếng chuông này xin mượn ba nén hương trầm biểu tượng của giới định tuệ, xin cúng dường ba thời quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng. Nhớ hương định hương giữ huệ hương giải thoát trì kiến hương, quang minh vân đài biến pháp giới, cung dường tám bảo khắp mười phương, khói hương sông thấu mây tịch xanh rô trao tầng con. Khói hương này xin Phật ngự chứng minh đệ tử thất luân thành nam mô hương cúng dường ngô ta nam mô hương cúng dường ngô ta nam mô hương cúng dường ngô ta nam mô khai kinh kệ gọi gọi khóc trên ba lần sau tìm cầu con nay nghe đặng chiên trì niệm nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm màu ý Phật, con hết lòng kính Phật luyện từ bi, con nguyện học theo ngài thương chúng sanh khắp võ trụ muôn loài
mộ tánh gia thế đại đồng vạn vật quy pháp toàn căn tu học phá được thức tâm giải thoát cõi lầm mê pháp vô sanh chư Phật thầy nương về bát chánh đạo công tư chân pháp quy tánh con kính trong nhà tăng hòa hiệp chung lễ sống chung bình đẳng thanh tịnh giới thể trang nghiêm văn lặng đức chưa đầy kiên đủ các tài năng tuyên văn sơ Vu Lan kỳ siêu phá độ cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ bất tánh tiên linh của gia đình các chư Phật tử đã góp công góp ma của góp sức góp tài và từ phương xa đã về đây góp tấm lòng khai đàn lễ Vu Lan tại lễ đài chùa Gia Tịnh Xá Quang Âm thôn Gia Tiến xã Tân Trung huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang quốc độ Việt Nam. Tất cả nhờ công đức kinh Phật trọng tăng noi theo gương hạnh đại hiếu mục Kiền Liên bao ân bao hiếu bao nhiêu phần công đức tu tạo làm ra từ ý nghĩ từ lời nói từ việc làm tất cả xin được hồi hướng siêu độ cho cửu hiền thất tổ tóc xả mê đồ siêu sinh tình độ kinh cầu siêu mô hòa độ đức ca tây phương giáo chủ Di Đà chứng minh quang âm thế chi hội lên phổ hiền địa tạng tăng tình chứng chi nhân và lực từ bi chứng lòng đệ tử đồng thị nguyện ra cho kẻ thác siêu qua sanh về văn quốc ngữ tòa bảo châu ngưỡng mong Phật pháp cao sâu độ người thoát khỏi vô sầu nghiệp vướng sanh qua cảnh Phật niết đường chẳng còn đau khổ sâu đường thế gian dứt lìa bối đệ trai ôm ngưỡng tụ thanh nhàn cõi thọ mạnh niên lòng thành nguyện đến Phật tiên đó rối cứu quyền tất tổ vào trang cừu vọng cáo ngay hướng phàm khối là đêm ngày thánh thời các thống chung tính đồng thời chứng nơi lòng thành nguyện cho tất cả chúng sanh âm siêu dương thời cõi thanh giữa kề người ngài giác lìa mê sớm nhiều hạt giống bồ đề vào tâm nam mô cầu siêu lạc độ bồ tát nam mô cầu siêu lạc độ bồ tát nam mô cầu siêu lạc độ bồ tát thất lòng do băng vắng tành so cánh nguyên đường ngã quỷ ngẩn ngơ phạm châu âu bằng bát cơm nhân mẹ nhìn câu xưa niềm yêu nghĩa hai phen tư tơ bình lưu truyền sự tâm mấy ngàn năm mỗi độ thú sang mỗi độ rầm sâm lễ Vu Lan cam hiểu một công
về cung đồng sanh pháp đồng bài đồng đồng ca dương đồng quân đồng năm mùng cung đồng sâu đồng mắt tai người đời đồng đạo kia kia người chân căn đúng là không không sơ thành sơ đăng bởi công cao thường là thần cao siêu trí huệ năng lượng có nhiều bản là thần chủ từ tiêu áo truyền cung đồng năm quyền thì hãy có hưng chuyển pháp lên các mạnh chính quyền thần thần chúng sinh người quyền mọi hướng phước đàn thần đạo quyền thành trí huệ vô biên nguyện vài nguyện bao nghiệp tối xa rời nguyện thành bồ tát đời đời độ tha nguyện về tịnh độ nước nhà chính phẩm là cha mẹ mình con cho cứu huyền thất tổ ông bà cha mẹ cô di tí muội cao thần thúc bá hữu danh vô vị hữu vị được nhờ ấn tam bảo cho chúng sanh hiểu rõ đạo lành phát lòng vô thường cho chúng sanh kinh lược hiểu rành trí huệ như biển cho chúng sanh hay chúng đồng tình chẳng hà trở ngại đàn lễ khai hội Vu Lan tại chùa Gia. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này chúng con thành kính cung kính hòa thượng cùng chư tôn đức tăng ni về hậu lưu an nghỉ. Bồ Tát Gia Nam mô đại hiếu mục kiền liên Bồ Tát. Tâm vui chân bước về nơi đồ ta ơi người ơi.
Phật nơi đất đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút trang nghiêm thanh tịnh vừa qua, quý vị đã thực hiện hai một nghi lễ. Thứ nhất là quý vị đã thực hiện một nghi lễ cúng vàng chư tăng Đi Bát, gọi là cổ Phật Cất Thực. Cổ Phật Cất Thực có nghĩa là ngày xưa Đức Phật đi trì bình khất thực vào mỗi buổi sáng. Mỗi buổi sáng đi trì bình khất thực như vậy, ta gọi là trì bình. Trì là ôm bình bát. Đấy. Nhưng mà ôm bình bát là làm gì? Để khất thực. Khất thực là nhận thực phẩm của cư gia ba tánh cúng dường. Đấy. Nhưng mà tại sao phải dùng chữ khóc? Khóc là xin đấy. Cái nghĩa này là nghĩa của những người trí thức, của những người giác ngộ. Dù mình có tạo ra tất cả cũng là nương tựa, nương nhờ vũ trụ mà sinh tồn. Cho nên chữ khóc đây là nghĩa của người giác ngộ đang nương tựa nhau mà tồn tại. Chư Tăng thì cho hình ảnh một người xả ly tất cả. Đức Phật là một thái cực xả ly tất cả, cho hết cho đời. Rồi mỗi ngày nhận một ít thực phẩm để mà sinh tồn. Ra đi thì cho hết, mà mỗi ngày chỉ nhận một ít. Cho nên cái nghĩa khất sĩ ở đây có nghĩa là cái xin của người trí thức, của người giác ngộ, cho trước nhận sau, chứ không phải xin như người khất cái. Khất cái là vừa than van kêu nài xin, còn khất sĩ là người cho trước nhận sau. Đây, sáng nay quý vị đã làm được cái việc sống dậy truyền thống Phật Tăng Đồ xưa kia, trì bình khất thực. Còn thêm một từ nữa là hóa duyên, tức là hóa độ những người có duyên bỏ vào bình bát, gieo duyên. Và tăng đoàn của Đức Phật đi như vậy gọi là hành đạo, tức là làm cho đạo sáng và thạnh lan tỏa. Nói đủ là trì bình khất thực, hóa duyên, hành đạo. Sáng hôm nay chúng ta đã thực hiện ý nghĩa trong ngày khai hội Vu Lan tại chùa Gia Tịnh Xá Quan Âm. Và tiếp đến thì quý vị làm gì? Quý vị cúng vàng, tức là cung kính dâng lên qua nghi lễ. Nghi lễ đó là quý vị đọc tụng niệm và thưa lên, đọc những bài kinh. Đó là nghi lễ cúng. Cúng là dâng lên, cúng vàng là dâng lên. Rồi bây giờ đến cái giờ mà chư tăng ni chúng tôi trước khi tà thực phải cần chú nguyện cho các tu sĩ tín gia, xong rồi đó thì mới thọ thực. Cho nên tiếp theo giờ này quý vị chắp tay nghiêm trang lắng lòng để chúng tôi tụng kinh chú nguyện. Tất cả chư tăng ni chắp tay tam bái rồi hòa âm tụng kinh cúng dường. Cầu xin cho lễ cúng dường này đến với đấng Như Lai, xin Phật chứng minh. Cầu xin cho lễ cúng dường này đến với chư Bồ Tát, xin Tăng chứng minh. Cầu xin cho lễ cúng dường này đến với chư Phật Pháp Tăng, xin tham bảo chứng minh. Tín chủ cúng dường Phật Pháp Tăng
đấng nhờ tam bảo chú tâm nguyện độ thiện duyên này thiên châu đại đại thêm vương bông sở cầu sở y đều thành đầu tin nhớ anh uy nguyện trở về đây với nhiều nhân nhân danh gia sau này chung hòa qua bồ đề đây thể lòng từ Phật và tăng vì tâm thành kính biến ăn năn đem cho xin chủ phước thanh tịnh xin lấy cho mình nghiệp khó khăn xin chủ từ đây đang nhé nhàng bên mê to khỏi chung lầm than tiêu diêu khói lạc ý tam bảo đứng qua kia này thành phật đạo phước cung dường này của tín chủ tam nghiệp thanh tịnh định huệ tu tánh cũ tự mình gom chưa đủ tây phương an dường hướng thiên thu phước cung dường này của chư linh dân tiêu tội chương thó phù minh tam mỗi ăn năn tâm niệm phật tây phương cần làn đấng siêu sinh phước cung dường này của ba tánh cầu an tai nạn đấng buôn lành phát nguyện tu hành thành chánh giác tây phương tịnh độ chỗ vạn sanh chú tâm nguyện độ ca thầy chúng sanh kệ tán siêu tăng người còn thế thời biến ai yên lặng sông mê trăm sanh pháp chơi chúng sanh đồng tròn quả tri nguyện khâm tinh tí ruộng phương thêm gieo có tình không tình điều thành phật đạo cầu xin cho tất cả chúng sanh trong mười phương đừng có hoang trải lẫn nhau hãy cho đường sự yên vui tranh coi khen điều rủi ra tai hại cho được thành tựu những hạnh phúc khiến cho tất cả sự khổ nao kinh sợ và bệnh nặng đều tiêu tan kinh lạy cõi thân già tây phương giải thoát kinh lạy cửa khắc sĩ đường Như Lai kinh lạy chư vương vam thành mười phương ba đời kinh lạy chư Phật vam thành mười phương ba đời kinh lạy chư Phật vam thành mười phương ba đời kinh lạy chư Phật vam thành mười phương ba đời mô Phật. Vừa rồi chúng ta đã thực hiện một nghi lễ cúng dường trai tăng. Cúng dường có nghĩa là cung kính dâng lên. Quý vị có cung kính dâng lên không? Có. Sáng nay quý vị đã thấy được hình ảnh Phật tăng đồ xưa kia đi khất thực. Đó là một trong năm cái chánh pháp. Quý vị ghi nhớ, Đức Phật khi hiện đời có năm việc làm gọi là chánh pháp qua đời sống Đức Phật. Quý vị hiểu thì quý vị mới trân trọng. Đó là sáng ra Đức Phật đi trì bình khất thực. Nếu không đi trì bình khất thực thì đi thọ nhận trai tăng. Đó là chánh pháp thứ nhất trong ngày Đức Phật và tăng đoàn làm. Cho đến buổi chiều hai thì Đức Phật thuyết kinh giảng pháp, hay nói một cách khác là Đức Phật giáo hóa, dùng lời lẽ dạy bảo giáo pháp. Và điều thứ tư là ngài trả lời câu hỏi cho chư thiên vào giờ khuya.
Và sáng ra thì Đức Phật quan xét nhân duyên để mà hóa độ. Quý vị nghe kịp không? Đức Phật có mấy việc làm hàng ngày? Mấy việc? Năm việc làm hàng ngày. Việc thứ nhất là gì? Cấp thực trì bình. Nào, việc thứ hai là gì? Là thuyết kinh giảng pháp. Việc thứ ba là gì? Là tham thiền nhập định. Và việc thứ tư là gì? Việc thứ tư là trả lời các câu hỏi chư thiên. Việc thứ năm là gì? Là ngài quán xét nhân duyên, coi cái nào đến thời, đến lúc độ. Đây, đó là năm việc của Phật là. Thì hôm nay năm việc ấy cũng có mặt trong buổi lễ hôm nay. Tại sao? Quý vị thấy các chư tăng ni chúng tôi đi khất thực có một việc mà. Nhưng mà rồi gì? Khất thực rồi thì bây giờ làm gì? Thuyết pháp. Tức là cái buổi trai tăng này có thuyết pháp. Được không? Điều thứ ba là gì? Trong thuyết pháp, quý vị có yên tĩnh tâm à, tâm không? Chư tăng có yên tĩnh tâm tâm không? Nếu có thì rõ ràng chúng ta đang có tham thiền nhập định. Tham thiền nhập định có nghĩa là chúng ta dùng tuệ quán trôi sáng một sự kiện. Và nhập định tức là làm cho thâm tâm chúng ta an trụ, an trú. Nếu có thì ta có được điều thứ ba. Và điều thứ tư là Đức Phật trả lời câu hỏi chư thiên. Chư thiên là ai? Chư thiên là quý vị á, là cư sĩ hiện giờ giữ năm giới, hành thập thiện, quy tâm mọi mạng chúng được xưng chư thiên, xin làm chư thiên. Vậy thì chư thiên là tiền thân của quý vị là tiền thân của chư thiên. Mà quý vị được nghe, được giảng, được hiểu, được thông đạt thì gọi là giải nghi cho chư thiên, có cái điều thứ tư. Rồi điều thứ năm là gì? Là quán xét nhân duyên, làm sao để triển khai cho khế cơ khế lý phù hợp. Cho nên nhà sư cũng quán xét nhân duyên thấy được. Và chỗ này để quý vị không quên vậy nhớ, thì nhà sư xin kể một câu chuyện Đức Phật quán xét nhân duyên. Và một cái Đức Phật là một hôm nào thì quán xét nhân duyên, sáng hôm nay có một người đu duyên để Đức Phật độ, tức là ông trưởng giả keo kẹt, ông giàu có nứt vách đổ tường nhất cái tỉnh ấy, nhưng mà ông có cái bệnh là keo kẹt. Keo kẹt là sao? Là tiền bạc tài sản nó dính dẻo nhẹo như kẹt bạc trang. Kẹt là kẹt, keo là dẻo, không bao giờ cho ấy, bản thân cũng không ăn, rồi lỡ vợ con mẹ rồi cũng keo kẹt. Thì ông ta là gì? Là nô lệ vật chất, tài sản nó đè ông ta đẹp dí luôn. Ông làm nô lệ, ông có tiền mà ông làm nô lệ. Đấy, bản chất đã vậy rồi thì sao? Nhưng mà ông này đã có cái duyên với Đức Phật, cho Đức Phật đến với độ ông ta. Cho nên Đức Phật độ bằng cái nào? Đức Phật dẫn tăng đoàn ngời ngời sáng rực 1250 vị A-la-hán rực rỡ hào quang đến trước nhà ông ta. Một cái building rất lớn, ông ta thấy Đức Phật và tăng đoàn rực rỡ, ông ta ái kính lắm. Nhưng mà ái kính cho nó bằng cái bóng tối cũng sẽ cháy cho nó mạnh hơn. Cho nó nói, đứng thì kính một mình ngày mình cũng không được, còn bao nhiêu đây mình cũng hết thì hết tài sản của nó, ông cũng sẽ không được. Ông nói là bây giờ mình có cái cách duy nhất nghĩ cho mình, nghĩ là nó khôn, nghĩ cho mình đóng cửa lại trong nhà im liền để chứng tỏ là mình đi phát không có nhà. Thì Đức Phật đứng qua, Đức Phật đi á, ông thực hiện, nghĩ ra cách thực hiện. Khi Đức Phật đến thì ông bảo gì nhân đóng cửa nhà im phăng phách. Đức Phật đứng lâu thì Đức Phật đi qua một chiếc. Nhưng mà Đức Phật cũng kỳ lắm, nổ không được thì nổ cho tấu được, nói không nghe là nói không nghe, mấy người mà nói không nghe là mấy người lì. Thứ đó là phải nói tấu lòng tấu không cuối bệnh. Cho đó là Đức Phật kiên trì để làm thế nào.
Dạ lần thứ hai ông ta cũng đem chiêu ra ông ta. Tôi qua. Nhưng mà lần thứ hai Đức Phật đi sớm hơn, đứng lâu hơn. Dạ cuối cùng rồi thì Đức Phật cũng đi nữa. Rồi, nếu mà nhà sư có rác đó là hai lần thôi. Lần ba là thôi đi. Nhưng mà chỗ này mình thấy Đức Phật từ đi. Ưng sinh như thiên đẻ. Cho nên Đức Phật yên trì độ cái đội. Lần này đi sớm hơn. Đừng lần này đứng lâu hơn. Ông ta ái ngại quá lên. Còn một tính đó, cái ngày mà, ngày thứ nhất, công nhân cả mấy trên người không đi làm, lỗ lạ. Ngày thứ hai cũng lỗ lạ. Cái điều ngày thứ ba cũng lỗ lạ. Nếu mà mẹ đứng hoài như này thì mình chết hết. Ông ta nghĩ là ông ta tiếc quá. Còn nói bây giờ mình phải ra, trực tiếp nói với ngài. Ông ra. Ra rồi, họ về trốt nhà mà đâu có được. Khi điện thoại cũng bị hết mà lại đâu có gọi nữa. Này, ra. Giờ thứ hai, ngày đến lần thứ nhất con không có. Ngày đến ngày thứ hai con không có. Ngày đến lần thứ ba thì con cũng không có đâu. Ngày đến lớn nữa. Sao ngày đến hoài vậy? Con thẳng có ngày đến hoài vậy? Chứ bảo nói con rồi. Bảo thì con hoài hoài cho nên đến khi ra đến đi hoài hoài. Để nổ mất mấy cái hoài hoài của con. Mới thôi, con nói cái này không có gì bà bài con hiểu. Nhưng mà con không hiểu không? Con nó muốn, tức là bảo là mở tâm ra. Mở điện thoại ra để nghe mà. Con nó muốn, tôi bảo là con tham lam hoài hoài. Con bỏng sẻn hoài hoài. Con giết chết hoài hoài. Con ngu nhốt hoài hoài. Con ly hoài hoài. Cho nên Như Lai nó đến thì đổ nó chỉ hoài hoài đó cho con. Đây, thì ông nghe mà Đức Phật có thật không? Đức Phật có tham lam thì hình ảnh tham lam nó hiện lên chết như cũng xin. Châu giờ nó thấy nó có tham lam thì đâu. Nó không tham lam ngoài cái hình ảnh tham lam còn nó hiện lên. Cũng đầu. Cũng bón sáng vào vai. Đồng tiền nó lọt giếng. Không thấy hình ảnh bón sáng vào. Vợ cũng không lo. Mẹ cũng không coi. Còn con gái cũng vậy không bón sáng. Từ lúc bây giờ không thấy vậy. Anh em quá. Bây giờ không thấy mà. Bởi mắt nó thấy. Cũng bạch Phật Phật. Xin đừng biến cứu con vì con là một cái người tham lam bổn sẻ ác quá. Đức Phật nói mỉm cười. Được. Không sợ tội lớn. Này chỉ sợ cũng thức tỉnh thôi. Đức Phật nói vậy, Đức Phật đi về. Dẫn cái đội đi về. Đây, thì ông ta mới cái niềm hối hận nó đủ lớn, nó lớn rồi. Thì ông say vậy, đem cả mấy trăm xe bò, xe ngựa, chở lương thực lên đường thái Đức Phật. Ông càng bố thí, ông càng cái dù cái chỗ lương thực không há con. Sao thì mình không có đổ mà. Thì ông ta cũng không ngờ, vui quá vừa cúng dường được cái nước, vừa vui mà càng không mất. Mà nó còn thực phẩm đầy đủ. Cúng dường quá thì mình không mất. Ông tự động phát tâm. Xin được quy Phật và tu tập. Bây giờ ông trở lại thành gì? Người hộ trì hoài hoài. Người cúng dường hoài hoài. Người vâng lời Phật hoài hoài. Và từ đó ông đã đối được cái phúc hoài hoài sâu xa Phật. Đấy. Cho nên đó là nhờ Đức Phật buổi sáng quán xét thằng kia để mà đi hóa độ. Đang ngày hôm nay chúng ta cũng đủ năm cái yếu tố chánh pháp hàng ngày Phật. Được nếu quý vị hiểu vậy thì mình cũng ngờ trời ơi, buổi sáng mình cũng nhìn chiếc tên năm rồi mình cũng đeo tên mà được làm sống dậy năm yếu tố chánh pháp sự hòa hiểu rồi thì sao thì quý vị mới thông đạt mới sướng còn không hiểu thì sao thì không thấy giá trị không xin lỗi quý vị một cục đá nó có vàng quý vị là không biết gì nhẹ mà người biết vàng thì sao vừa mừng quá sướng quá cho nên đi mặt chúng ta không đã đây chúng ta thấy rất là đúng và chúng ta rất là trân trọng việc làm của chúng ta trong ngày hôm nay ngày khai đàn Vu Lan của chùa Lăng Gia Định Xá Quan Âm. Nếu hàng năm có buổi lễ Vu Lan như thế này quý vị nên rủ bạn bè con cái cả đời lượt đi cúng dường bỏ một bát Phật
bỏ một mình bác con biết vô lượng vô biên làm sống dậy cho bác. Nguyện cầu công đức giữ lễ, công đức cúng già, công đức bỏ bác, công đức trai tăng, công đức nghe pháp, quý vị đầy đủ sung mãn. Hồi nữa cầu nguyện, sẽ cầu sẽ nguyện quý vị được thành tựu vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chủ biên bảo công đơn anh đầy bấy tự xé lòng mà thoa miệng thân tình tham quay bỏ nuôi tâm anh đạo thuốc lành dùng toàn vùng chân pha trở thành tựu nguyện dân chiến toàn thành công nguyện các biển lành làm tất cả nguyện xin đô tặng chúng sanh trong ở trong biển không tranh đua cài lấy ai ở nhau không trái ngần chơi lượng đồng cùng nhau tu theo khen tất khen chỉ dạy cho nhau tư sự chia đồng bởi nhau